cái miền Tây như thế nào, quý vị cũng nói xạo được. Quý vị nghe cái lũ mà phá hoại ở trong nước này nè, rồi quý vị nghe theo đúng không? Thì cái lũ trong nước này không sớm muộn thì cũng vô tầm ngồi thôi, chứ không chạy đường nào hết á. Cũng như Thanh Thanh đã nói rồi, lên đây chúng ta để làm cái gì? Chúng ta vạch mặt những kẻ chống phá phá hoại đất nước. Chúng nó bày bày mưu kế đủ thứ hết. Nhưng chúng ta cũng đừng coi thường. Cũng như các anh các chú ở trong cái cựu chiến binh thì hiểu rõ nhất những cái người này họ đã từng làm như thế nào. Bởi chúng ta cần có một cái sự lên trên mạng này nghiêm chỉnh. Chúng ta tuyên truyền cho những các người ở trong địa phương trong nước chúng ta hiểu rõ những cái điều này để cho họ biết, không phải vướng vào những cái phạm pháp hoặc là chống phá đất nước. Thì những kẻ gọi là ngày 22 tháng 9 giờ tới ngày ngày là ngày 4 tháng 9, vì bọn chúng muốn làm một cái cuộc tình cũng rất là lớn đây. Nhưng mà quý vị phải nhớ nha, nếu quý vị ở trong nước, tôi cảnh cáo trước, quý vị làm đi rồi cái cả gia đình quý vị cũng không không được tốt đâu, đừng có nói riêng quý vị. Nếu ai ở trong nước, tôi cũng cảnh cáo trước, hãy phá hoại đất nước là mọi sự hậu quả là quý vị phải gánh. Đừng có than danh trách phận gì hết nhé. Hãy phá hoại bất cứ một cái gì ở trong nước là quý vị là một kẻ tội đồ. Còn đối với luật pháp Việt Nam cũng không bao giờ tha thứ cho quý vị. Mà nếu quý vị hên thì quý vị gặp nhà nước bắt quý vị còn đỡ, chứ nếu dân chúng tôi mà gặp quý vị á thì chắc quý vị mệt. Cũng như quý vị đã từng hâm tôi đúng không, đã từng cho người tới tìm tôi đúng không, quý vị tối ngày hăm dọa người ta, quý vị kêu là anh em bóng đêm đồ này kia nọ đồ ghê gớm lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, nếu thật sự anh hùng thì không phải là những kẻ anh hùng bóng rơm, cái đó là mấy cái anh hùng ta gọi là núp lùm. Em chào chị Nguyễn Hồng. Chứ còn quý vị phải nhớ nè, tôi chửi hết những kẻ mà cái lũ súc sinh phá hoại đất nước, lũ ba que, cái lũ khốn kiếp nhất đưa cái mặt ra giống tôi nè. Cái hình avatar cũng là Thanh Thanh nhá, lên mạng này cũng là Thanh Thanh, sống ngay thẳng chứ đừng có đặt để hình tào lao thiên địa vô rồi giả nick này giả nick nọ để phá hoại chăm chọc anh chị em yêu nước. Thanh Thanh nói rồi, Thanh Thanh sẽ xóa các bạn những kẻ mà Thanh Thanh đã từng theo dõi xấu xa bị ổi ở trong nước Thanh Thanh. Còn những có kẻ thì Thanh Thanh để lại
cho những kẻ đó. Nó tưởng đâu chắc là mình không biết, mình không hiểu. Nghĩ là Thanh Thanh luôn luôn lúc nào cũng bị ngu mua muội đúng không? Tôi nói cho quý vị rất là đơn giản, lũ ba que nghe đây. Tôi không biết thù ai, tôi không ghét ai. Tôi nói cho quý vị biết, nhưng gặp địch là tôi đánh. Quý vị hiểu không? Không thù không ghét ai, nhưng gặp địch tôi đánh. Không phải tôi để ở trong nhà tôi mà quý vị tưởng đâu, ô cái thằng này nó ngu quá, nó không biết mình là ai hết. Mình đang theo dõi nó. Nhưng mà tôi cũng cảnh cáo cho quý vị, quý vị nên xài cái nick đúng chính nghĩa của quý vị đi, chứ đừng có bao giờ bước lên đây mà theo dõi phe này phe nọ. Quý vị theo dõi tôi hả? Quên đi nha. Tưởng tôi không biết quý vị theo dõi tôi sao? Sống đường đường chính chính thì mới là quân tử. Còn có lũ quý vị toàn là tiểu nhân bỉ ổi, xấu xa nhất. Tôi bước lên đây tôi không muốn nói nặng bất cứ một người nào. Tôi chỉ mong mỏi những các người làm những cái điều đó phải hãy nhìn lại sự thật giữa đất nước. Rồi bây giờ Thanh Thanh mời anh chị em nào ở trong nước hoặc là ngoài nước rồi muốn lên tham gia diễn đàn với Thanh Thanh, Thanh Thanh mời lên. Để muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, chả ai nói đó, đi làm sáng ra cà phê đã đi làm. Nhiều gì muốn nhậu nhẹt, không nhậu không ai nói mình. Muốn ca muốn hát chả ai nói mình. Ở Việt Nam sống sung sướng không? Như vậy có ai hiểu không? Hay là tối ngày chuyên gia phá hoại đất nước? Chúng ta đi ra đường xá, chúng ta có làm, chúng ta có đóng góp được cái đồng bạc nào vô cái đường xá đó không? Còn hôm trước cũng có những kẻ nè, tôi nói đây là cho những kẻ hôm trước mà tôi quên tên nè. Nói là, mà tôi nói cho quý vị nghe, riêng gia đình ai tôi không biết nha, gia đình tôi không có đóng tiền cho nhà nước cái nào hết nha, tôi nói cho quý vị nghe nha. Tùy theo quý vị kinh doanh hoặc là quý vị làm cái gì lớn đó tôi không biết nha. Là tôi nói cho đây cho những kẻ ở trong nước đó, mà dấn lỗ tai nghe. Còn gia đình tôi không có nha. Chưa có đóng thuế đất miếng nào hết á. Tôi nói cho quý vị nghe đó. Đó riêng gia đình tôi nha. Không phải là nhà nước không có đóng, nhưng mà tùy theo nhà nước xét, tùy theo người, tùy theo kinh doanh nhiều hay ít, đất kinh doanh gì. Chứ không phải là không có, nhưng mà đối với gia đình tôi thì không có, tôi nói cho quý vị nghe. Còn những kẻ mà tào lao ở trong nước này sử dụng đất thì phải đóng thuế, chứ không phải là không đóng thuế được. Mình mở bất cứ một kinh doanh gì thì mình cũng phải đóng thuế. Đừng có nói mà người, mà chúng ta không đóng thuế. Nó gặp chuyện trộm cướp rồi lúc đó quý vị kêu ai? Sống ở đất nước này mà tại sao nhiều người tôi thấy thiệt rõ ràng không phải nói. Chỉ biết chống đối không? Muốn nằm đó há mồm chờ sung rụng thôi vậy. Rồi em mời anh chị em nào lên diễn đàn chung với em.
Rồi yêu cầu đem mày lên điều sự thật. Chúng ta không thể chúng ta phủ nhận những cái tình hình đất nước chúng ta đang bình yên vô sự như thế này mà chúng ta phủ nhận là nói ở đất nước chúng ta bị như này, bị như kia. Một người công dân đất nước của mình mà như thế này mà mình không có, không hiểu, không biết một cái gì hết. Sống trong đất nước mình đi phân biệt với nước ngoài, phân biệt với nước này nước nọ, mà trong khi đất nước của mình thì đã chiến tranh coi như là hết, thằng Pháp tới Mỹ, Mỹ Nhật, Pháp Nhật rồi tới Mỹ, rồi tụi Tàu, đúng là một cái lũ ô hợp. Chúng ta ở ở hải ngoại, chúng ta ở một đất nước văn minh nào, nhưng mà quê hương của chúng ta là Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận cái sự thật chứ chúng ta đừng có phủ nhận. Đất nước của chúng ta thân yêu cỡ nào quý vị, đẹp biết bao, nhưng mà có ai hiểu tới không?